các chú bộ đội các bạn ạ, trên những cái xe này đấy. Quân khu 2 là chiến sĩ di chuyển. Hiện tại đang ở thị trấn rồi và tiếp tục đến với hiện trường khu vực xảy ra tai nạn sạt lở gần 30 cây nữa các bạn ạ. Bình thường mình đi cũng phải mất 45 phút đường thông, hôm nay đi đường này với đường sạt lở kiểu như thế này, một khi ở đoạn đi tắt hay như nào nữa thì chắc phải đến tiếng rưỡi nữa mới vào đến hiện trường. Và hàng xe thì dài, tít lên tận trung tâm thị trấn. Quân khu 2 lấy ra cho con Uat đi trước để xe sóng. Xong rồi. Mọi người lái non quá. Sập cái nóc cống thì cũng mệt. Con kia đi sang bên kia là bụi nhiều. Đây là những chiến sĩ mà đi làm nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ quý vị ạ. Nhưng mà đây là nhiệm vụ đầu tiên nhất, đó chính là đưa xe của mình qua vũng lầy, sình lầy bùn ở đây. Bác đi xe này
hơi yếu cho nên là mười mấy mã lực ấy nhở. Xong, không biết là xe còn đi được không? Thân thì đang chờ hai bên này, chờ lực lượng và mọi thứ tìm thấy người thân của mình để nhanh chóng an táng, để mình ra giữa dòng xong là ngược lên các bạn xem hiện trường nhé, dưới dòng suối. Đây thì chính là cái hạ du của con suối này các bạn. Hiện tại thì lũ đang về đấy, vẫn đang mưa mà. Một bé vừa mắc ở đâu khu vực này khoảng 6 tuổi thì nghe mọi người mô tả là còn không bị xước xát gì nhiều, nguyên vẹn, trôi theo dòng lũ đến đây, và người ta đang chờ thêm dòng lũ sẽ có thi thể nào dạt vào đây các bạn ạ. Thân ta chia nhau ra từng đoạn một, nhìn theo dòng suối đó. Này, theo chân một bác sĩ quân y các bạn ạ, anh Trung từ sư 36 lên tăng cường tại khu vực làng Nổ Quốc Khánh. Anh Trung anh trực ở ngoài này, xong là hai anh em đi vào. Con trâu đấy ạ. Anh vào đây chắc là khoảng 12 giờ anh Trung nhỉ? 12 giờ. Con trâu đằng này. Ô, nó bị dẫy thôi anh ạ. Có khi nó vẫn đang sống ấy chứ. Nhưng mà không kéo được lên, cứ buổi sáng sớm rồi. Ồ, em thấy nó ra, nó đang... Ồ, vẫn sống. Vẫn sống buổi sáng rồi, sáng sớm được. Ồ, kéo con đấy lên anh ạ. Bảo. Anh ơi, bảo người của anh kéo lên được đấy. Vừa nãy bảo kéo lên được.
Da nó vẫn nhăn nhăn mà. Oải quá thì nó không lên được thôi. Con trâu bên đấy. Mình vào bên này nữa quý vị, theo Trần Anh Trung. Thấy chưa? Thấy chưa? Con bướm nó đầu vào nó dãy dãy kìa. Chủ nhà nha. Của nhà ông này chết hết rồi. À. Giờ kéo lên thôi. Hiện trường này. Từ dưới này lên này. Khủng khiếp. Lúc nãy bên kia là một phần, bên này là một phần nữa này. Mình tính về cơ, nhưng mà quý vị ạ. Chờ đi cùng anh Trung. Đi vào. Đi của mình là bao nhiêu người anh? Em đi theo cái xe bị thụt đấy. Anh nhìn lúc cái đoạn nhìn đoạn bị thụt anh có ở đấy không? Ừ. Đấy. Cái xe bị thụt cho em qua bên đấy. Em đi nhờ. Cái xe đấy nó đi trước không biết đường. Không. Đúng ra phải đi vào cái lối tôi tắt rồi. Tay giao thông bảo là xe đi được nhưng mà tay lái thì bán thì non quá. À, bác đi ra mà ầm ấy, khó. Ra từ từ thôi cơ. Ôi, huy động mấy anh em ra mổ con trâu rồi nhá. Nó đang sống ấy anh ơi, kéo được ấy. Chưa chết đâu. Cứu nó đi. Ngôi nhà sàn này vẫn chống chọi được, may là cái ngôi nhà sàn này ở hạ nguồn đấy nha. Tiếp cận từ bên này thì cũng có cái ánh nhìn khác quý vị ạ. Bây giờ thì trời tạnh rồi, nãy thì trời mưa to. Tuy nhiên thì lũ thì vẫn về. Tối nay anh Trung ở đây rồi, xác định rồi. Quân tư trang bao nhiêu bộ ạ? 4-5 bộ. Thuốc thì bên dược chứ đúng không? À. Xe cấp cứu của 316. Mình đang đi tìm, chờ người thân nhỉ ạ. Mình tìm thấy người nào chưa ạ? Chưa. À. Bây giờ ngoài kia còn thấy ba người thì một nhà nhận được cháu rồi, còn hai thi thể bây giờ chưa rõ nguyên. Tức là trôi ra dòng chưa rõ người. Trôi dòng suối đấy ạ. Ừ. Ngoài kia là cầu ngoài kia cơ. Thằng cầu ngoài địa cho ủy ban cũ của. Vâng. Tức là mình ở bản khác thôi ạ. Mình ở bản khác là mình Lương Sơn, mình sang đây các trường hội đi tìm. Vâng. Con cháu anh em. Vâng. Có con trâu đằng kia không biết có nhà nào vẫn còn sống nhỉ ạ. Đấy là nhà mất hết rồi, mất hết cả nhà. Ấy à. Mất hết cả nhà. Tức là con trâu là trôi đến đây. Đấy, con trâu là trôi. À, nhận diện ra được là con trâu vẫn sống. Con trâu vẫn sống. Vâng, vẫn sống ạ. Nhưng mà trong làng này có khi là tìm người thôi. Vâng ạ. Của thì cứ để đấy, chắc là cháu. Dạ dạ. Vâng ạ, cháu xin chia buồn cùng các cô, các chị. Vâng, cháu vào trong với lực lượng chí ạ. Dạ. 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 Đây, cái hiện trường từ bên, mình tiếp cận từ bên tay trái các bạn.
dưới này là một cái xe máy này, đây, và một cái máy múc, máy xúc đằng kia. Từ bên này đi thì nhìn thấy dòng lũ khủng khiếp hạ du. Để mình đi vào trong với lực lượng nhé. Hiện tại bên này là chưa có điện đâu các bạn. Đang máy nổ. Đang đi nhận diện, công tác nhận diện những người tìm thấy. Chào anh. Vừa tìm thêm ạ. À, trẻ em ở ngoài kia đưa vào đây. Dạ. Chỉ huy trên dịch rồi. Bà con thì đang chờ đây. Đây là nhà. Văn hóa. Chắc đây đúng không? Chắc bé một bé vừa tìm thấy đấy. Mình ở đây. Nơi phải lưu chắc chắn không ạ? Cái nhà mình có ai bị không? Nhà em không. Nhà em chỉ mất mỗi ruộng đồng chứ còn người thì không. Tốt quá. Hai vợ chồng thằng tơ ấy có ở đây không? Cái cún mấy mẹ nó ở trên bà ngoài bây giờ cũng biết sống chết là sao, nó nóng rồi đấy. À trên đấy thì không ngại đâu, chỉ là mất điện thôi. Mất điện không có sóng không? À thì không gọi được, các biết sống chết là sao. Sáng đến nay thì được bao nhiêu thi thể? Nhiều lắm rồi, em không biết đếm nữa đâu. Này xếp hết ở đây đúng không? Xếp từ đây ra đấy thì họ lấy đi hết rồi, còn có hai cái nữa. Bé này. Mỗi cái bé này là bé. Bé này thương quá nhỉ? Bé này còn mới được một tháng. Mới được tháng. Chưa được 40 ngày. À? 38 ngày. Chưa được 40 ngày. Có tìm thấy cùng mẹ à? Không, mẹ chưa thấy, bà nội chưa thấy. À. Bố thì thấy được qua. Cô chưa thấy, còn cô. Cô nó cũng chưa thấy.
còn vài xác nữa. Thương quá. Hoàn nào qua là nổi hơn tụi làm. Không tỏ không bỏ. Tỏ đi ơi. Tỏ không bỏ. Chúng cứ bên này đá ma thân lúc giờ cho chắc này cu. Mất ổ tỏ chắc xong rồi. Tỏ không đoạn. Tỏ đoạn nó có tỏ người cho tỏ đoạn biết là tỏ rồi. Chứ đóng thì mình cho cái này cho cái chanh co vào. Áo quan. Ý là nhà mình đang đóng rồi mình không nên làm cái khác. Có quần luôn con luyện tệ cái mà lớp chín quần này á tâm quần này anh nâng tâm luôn con luyện thế mà chưa biết chụp ảnh áo ca thì không hẳn mỏi mà mỏi thì mới bỏ chúng mới bọn lúc chăn lông cha áo vừa ăn hàng ngày thật kỳ tao nhưng mà này đến vừa còn trăng ăn cháo thì còn tao kho xong còn tao hương và hiện trường nhìn từ đây quý vị ạ, từ bên mình tiếp cận bên tay trái nhìn lên đất cát lở, không khí tang thương. Đây là các bác trong hội bán tải hội pick up của Lào Cai đã hỗ trợ xăng với dầu quý vị ạ. Và lực lượng thì bây giờ mới đang bắt đầu thôi. Buồn về gia đình, chúc buồn gia đình. Thấy mặt của em mà về gia đình thì... Tìm thấy bao nhiêu người rồi? Gia đình, hiện tại nhà thì hiện tại là di cư xong cả ba hết rồi, còn gia đình con chú con bác thì thế hệ bố em ra thì Hồng Hiểm Huyên là an toàn hết gì? Thì ông cũng thoát rồi, ông cũng không sao. Cả gia đình là không sao. Chỉ muốn là mấy ông chú thôi, ông chú ông bác là đi hết. Tức là cái nhà mà nhà sàn đẹp đẹp và có cái áo cá là đi hết. Vâng. Mấy cái chòm đấy là đi hết, mấy anh em ở gần đấy là đi hết. Hiện tại tìm thấy được bốn. Tìm thấy bốn à? Tan hoang quá. Không nhận ra luôn. Hiện tại là vẫn còn khoảng chục người là chưa tìm thấy cả anh em nhà. Tức là chục người anh em nhà. Bà này, ông chú, ông bác này, thằng em chú nữa là con cháu nữa. Còn ai chạy được không? Có ai chạy được không? Có thì có gần xóm đấy vẫn có người chạy được, nhưng mà anh em nhà thì hôm đấy chả biết được, không chạy được. Lực lượng cứu hộ thì hiện tại người ta đã phân theo các tổ rồi quý vị ạ. Một tổ thì tìm kiếm tại nơi xảy ra tai nạn hiện trường tại đây, một tổ thì tìm xuôi theo hướng này ra sông chảy, sẽ xuống hiện trường nơi mọi người đi tìm kiếm một chút. Ở đây thì hiện tại khôi phục được sóng, ở đây khôi phục được sóng viễn thông các bạn ạ, thì còn điện thì chưa, đang dùng máy nổ thôi. Này thì tập trung rất là nhiều những lực lượng cứu hộ cứu nạn. Mình sẽ xuống hiện trường dưới này một chút. Các chú bộ đội thì cũng khôi phục ngay cái đường điện quý vị ạ, và đường viễn thông vào bản. Từ kia thì
đang thực hiện rồi. Hướng này các bạn có thể xem. Bước qua đây là thụt nha các bạn nhé. Bước qua đây là thụt lắm đấy. Đây là những gốc cây rất là to luôn đấy, quật ngã và xô về đây. Ngay trên khu vực này là một cái xe máy này các bạn. Đó. Xe máy ở trên này. Bản thân mình cũng vừa dẫm qua một cái xe máy. Đây. Một cái xe máy luôn đấy. Xích này các bạn. Nhông. Một xe nữa đây. Thì mình bỏ dép ra. Đoạn này thì có kinh nghiệm hơn rồi. Quay. Quay. Đau 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 đau. Đây là một gốc mình đang định vòng qua, tuy nhiên rất rất thụt luôn. Đây là một cái máy múc này. Đó, dòng suối. Định bước qua để ghi hình quý vị nhá. Nhìn như thế này thôi rất thụt luôn đấy, không qua được đâu. Và cái xe máy đây. Phủ tắm đấy, cầm cái que theo, cầm cái que dài theo. Phủ lắm đấy. Đi đường bê tông này, đi đường bê tông này. Đường bê tông này này. Đường bê tông 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 này. Đừng có dẫm theo cái đằng kia là ruộng. Đấy, đấy, đấy. Kéo đi, đưa, 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 đưa. Đấy, lên quá rồi. Rồi, dưới thằng này. Mặc kẹp em, mặc kẹp đây. Trúc kẹp, trúc cho em. Những dòng người, người ta vẫn tấp nập kéo vào nhà văn hóa thôn để nhận diện và cơ hội chờ lực lượng chức năng người ta đưa lên những thi thể và người ta nhận và người thân từ các bản làng xung quanh đã đến các bạn. Thank you.
thân à? Ai? Cháu bố vợ em ở đây mà. Cháu ở đây mà. Thế à? Kìa, bên kia cái nhà thôn này. Có sao không? Bên kia cái nhà thôn ấy không sao. Ồ, tốt quá. Không biết tin tức gì, cháu đi bộ tận ra về này. Thôi đi, đi để kịp đi. Không vào đâu chưa? Ừ, vừa vào đến. Thế nào? Xin chào nhá. Và các sinh viên quý vị ạ, đây là các bạn sinh viên tại trường cao đẳng Lào Cai. Các em từ Lào Cai xuống đến với địa phương Bảo Yên hỗ trợ các khối cơ quan, đầu tiên nhất là ưu tiên bệnh viện các bạn ạ, nơi cấp cứu người. Mình xuống đây từ thời điểm nào ấy chị? À, chiều qua. Ờ, chiều hôm qua bọn em phải đi bộ 10 cây mới vào được đây. Đi được. Bảo Hà và sang đây ạ? Vâng. À, có chỗ ăn nghỉ chưa ạ? Bọn em đang dừng ở chỗ hơn 200 sinh viên trường cao đẳng Lào Cai đang nghỉ ở chỗ nhà khách. Nhà khách ủy ban. Hơn 200 bạn. Cảm ơn chị. Vâng. Cái ban này của bệnh viện thì cũng được các bạn sinh viên trường cao đẳng Lào Cai hỗ trợ. Và với 128 người mất tích
và các nạn nhân tìm thấy hoặc là những người bị thương thì đang được điều trị khẩn trương ở trong các khoa phòng, chủ yếu là khoa ngoại và hồi sức thôi các bạn ạ. Chủ yếu là khoa phòng, ví dụ đây là một này. Đang khóc chấn thương. Rất nhiều rồi. Cháu bé chấn thương. Đây là khu vực chụp X-quang với chụp CT quý vị. Rất là nhiều bệnh nhân chấn thương. Chờ mình vào khu hồi sức với khu ngoại một chút quý vị nhé. Và đây đúng là tình trạng thảm họa. Các thứ ngập sâu luôn. Không ạ. Có nhà anh ngập sâu. Và hiện tại vẫn là mưa luôn quý vị ạ. Khu vực này bệnh nhân ra vào tấp nập luôn. Hồi sức. Và ngày hôm nay thì mình cũng gặp luôn anh Kiến quý vị nhé. Và những cái xe như này thì cũng ghép luôn bệnh nhân. Ví dụ như anh Kiến ấy thì đi chạy thận quý vị ạ. Ở đây thì máy và mọi thứ, phòng lọc máu ở tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên hiện tại cũng bị ngập và hiện tại không thể vận hành trong thời điểm hiện tại bây giờ được. Thì là bệnh nhân cũng chuyển
Lào Cai. Xa xa kia các bạn thấy là chị Bông ấy. Bị hơn chục người bị vùi lấp, chưa tìm thấy. Em có thông tin, tức là anh cũng từng giúp một cái cô tên là Hồng. Hiểm ấy, cái nhà đấy có bị không? Nhà đấy ạ. Nhà cái hiểm ấy thì bà bị, còn nhà bố mẹ nó với lại nhà thằng em cậu nó ấy. Cái nhà em cậu là nhà xây mà nhỉ? Ừ, thì bảo không sao. À. Nhà hiểm thì vừa sáp đến luôn. Nhà hiểm thì... Tức là về tính mạng nhà đấy thì không bị đâu đúng không ạ? Chắc là đi làm thuê khỏi nhà. Ở Hồng thì đi làm thuê. Được. Nhưng còn thế? Còn cái Huyên thì thằng Huyên thì tiếc nó mang đi chuyển xong nó không lấy đi theo chỗ nó làm thuê, thấy phát được tiếp. À. Có bảo hiểm đấy. Thế còn cái hiểm thì chậm quá. Tức là mình bị là chiều trưa ngày hôm qua đúng không ạ? Sáng ngày hôm qua. Sáng. 25 hộ. Thế cái nhà xây thì thế nào? Nhà xây cũng đi hết rồi. Cũng nằm phát. Bình địa luôn. Xây nhà sàn như nhau hết. Nó dạng kiểu thần. Bây giờ là bây giờ là như là sân bay nội bài. Ừ. Bằng các nhà luôn. Các gì hết. Những người nào nhìn thấy được đi sáng thì dậy sớm thì sáng thì nhìn thấy nước to thì thấy nó lao xuống ẩm như kiểu là máy bay sắp rơi xuống ấy. Em đi, nhìn thấy nó theo đợt à? Theo đợt hay là một phát ào xuống luôn? Phát ào luôn. Phát xuống luôn mà. Không là tạp dần thôi. Chạy lên đồi được. Những ai mà nhìn thấy thì chạy lên đồi được. Ai không thấy thì ụp phát đi luôn hết. Trôi hết là không có một phát tức tắc. Ụp phát là không thấy gì luôn. Một mặt thẳng ly luôn đấy. Trôi ở chân đỉnh con voi xuống. Mưa to. Đó, người nhà em là nam hay nữ? Đây là hai mẹ con đang nằm ở trong nhà xây nhá, nhà kiên cố ấy. Nhưng nó bay ra được mà được người ta vớt được ấy. Đứa con bảo là thấy họ còn nó còn kiểu nó cũng như nào nó còn tự bơi đi được ấy. Nó được có hai tuổi thôi. Trèo bơi đi để sống. Người ta thấy là vớt được, còn nhiều nhà cũng thấy là hầu như là đi hết. Riêng nhà em là bộ dãy nhà em là nhà các bác, hình như nhiều nhà hai bác như xóa sổ, không còn ai nữa. Tức là hiện tại vẫn chưa tìm thấy thi thể? Chưa thấy gì. Trong đây em cũng về rồi gì? Hiện tại thì xác là mình là vớt được cứu được thì lên đến bờ thì cũng đấy rồi, bắt thở luôn. Còn ai cứu được thì mang lên bệnh viện được rồi. Cái thời điểm đấy thì chắc là xe đường mọi thứ không vào được đúng không? Không còn gì, không có cuộc, không để liên thông được, không đường xá, không thấy được, không liên kết được, mạng đường dây các thứ thì không còn gì. Kia phải gia đình mình không? Vâng. Em vào đi. À, hàng xóm thôi, giúp rồi, để chấn thương cuộc sống rồi. Tức là thời điểm đấy là sóng điện thoại, hiện tại sóng điện thoại cũng chưa có cơ. Đây là ngoài phố quý vị ạ. Đường thì vẫn còn ngập rất sâu, có nơi xe chưa đi được. Còn bán tải này cũng không thể đi được. Và cư dân ở đây thì sang ngày thứ ba thiếu nước. Một số nơi, một số nhà có cái máy nổ ấy. Người ta hút từ giếng lên để chia nhau từng lít nước một này. Đây là nước ăn này. Thank you.
rẽ phải. Đi được, đi đi. Rẽ phải này. Ok quý vị ạ, và nay là cái video là mình ghi hình nhanh lực lượng chức năng mọi thứ và những gia đình mất mát. Đi sâu trong nữa thì Á Pháo sẽ quay lại những hoàn cảnh cụ thể nào và sau khi khắc phục hậu quả thì như thế nào nữa thì Á Pháo sẽ kết nối với các nhà hảo tâm. Hiện tại thì lực lượng chức năng người ta đang làm việc và những cái nhu yếu phẩm kết nối tới bà con đồng bào nơi đây quý vị ạ, kết nối tới bà con đồng bào Lũ Phúc Khánh thì đang được tiếp nhận tại nhà hợp khối tại thị trấn Phố Ràng, Bảo Yên, Lào Cai. Đường vào đây thì hiện tại đang bị chia cắt và sạt lở rất rất nhiều đấy quý vị ạ. Những đoàn từ thiện để vào đây được thì rất rất khó khăn vì ngày đây là ngày thứ hai và đường sạt lở nhiều. Và ngày mai nữa thì Á Pháo sẽ cập nhật tiếp và vào đây. Cảm ơn quý vị, ngày nay thì Á Pháo sẽ về edit video và đăng tải kịp thời. Do đây là video thời sự diễn ra bất ngờ, thế nên là còn những cái video khác nữa, ví dụ như video giúp các bé lên vùng cao trong năm học thì mình sẽ đăng tải sau. Ưu tiên video này đăng tải trước quý vị ạ. Các lực lượng thì vẫn đang làm, đây là những cơ sở vật chất điện, hệ thống điện sẽ ngay bây giờ để có đường điện này được kéo. Và đây là những người thân, người ta đang ở dưới hạ du chờ để tìm, hy vọng tìm thấy trong cái thời điểm lũ nước to này sẽ trồi lên những thi thể, những người thân của mình để tìm thấy và mau chóng an táng mai táng quý vị ạ. Và Á Pháo kết thúc video. Cảm ơn quý vị mọi sự giúp đỡ bà con làng Lũ Phúc Khánh, Bảo Yên, Lào Cai. Quý vị có thể gọi điện trực tiếp cho Á Pháo Zalo, Viber 0977 596 733 và Á Pháo sẽ kết nối các nhà hảo tâm tới các hoàn cảnh nơi đây. Và con số hiện tại bây giờ thì tìm đến được còn lại là 70 người nữa các bạn ạ, 70 người nữa thì 70 người nạn nhân nữa thì chưa tìm thấy.